Yeah, De La YC, Young Crazy. Tổng mang thứ nhạc hip hop thuần túy trở về với chúng mày. From Brand Mastic with love. So check it, boy. Tao nói beat này nó lại dày xéo lên nhau. Từng thằng một bị tao hiếp để nhạc nó héo như rau. Giờ đấu với tao là thằng lưỡi ngắn thuốc cũng đéo ra câu. Gào về xuống thì từ ngữ trong họng cũng chẳng thể kéo ra đâu. Vì lời mày vẫn giống dù cả đời mày tù vẽ ếch. Nhạc mày toàn nhái mà cũng phải quay clip đánh đu phát mệt. Lúc nào tao cũng thấy bài rap của mấy thằng ngu giống hết. Nên đéo cần đặt nặng câu chuyện rồi mày cũng tự sẽ hết. Còn thằng S, từ cái tên mày đã thuộc diện Sida. Nên tao đủ hờ cho mày thấy yếu để mày tự nguyện đi xa. Tao là bố mày, tất nhiên mày phải từ thiện mà ra. Nên giờ thằng con tao láo cũng không vì giữ thể diện mà tha. Đến tròn nó lái bóng nhại cũng đéo thể nhái lại ra hồn. Đúng để hai thằng chúng mày như vọt cái lỗ ăn hại ra. Trước đi gây beef lung tung nhưng đéo có ai tiếp đón. Để bây giờ tao về dạy lại từ bài học nhai vỡ lòng. Bất hiếu thì khó bảo. Bất hiếu thì khó bảo. Kêu tao nữ phái nhưng tiếp mày làm lại tím mộng mơ. Nhìn khác gì Đỗ Thị Thiên Lý bất chợt hiện hình trong đó. Mất tích cả tuần cho lũ fan mày cứ ngồi rình như chó. Để rồi tung ra sản phẩm trông như mấy thằng động kinh đến giờ. Rap game bọn mày vẫn dở vì đéo biết đầu tư chất lượng. Thích chơi bình tướng có mỗi thằng hát thì lấy đâu ra các lượng. Chỉ trích tao nghịch dấu với mày đéo biết vạn vật đều xoay vần được. Nên chẳng cần đến fan chúng mày cũng đã tự đúc tao thành thần tượng. Cứ ngồi cào phím tự sướng để thỏa mãn bản thân. Đến khi bọn tao ra sản phẩm lại bù cả đàn vào ngắm. Hà Nội Sài Gòn hay Đà Nẵng với tao đều coi là địa phận. Lúc kia thị Nam Bắc như rồi nhạc chỉ biết cả đời mãi chưa phân. Nghe lời tao một lần về lượng cho trình tăng cao. Rồi sau này khi có dịp thì bố con mình thăm nhau. Phải là bố phải biết dạy bảo thằng hiếu và thấu hiểu thằng báo. Cứ sao chúng mày cứ bắt tao phải nói nhiều là sao. Chán rồi, ta out.